À, chủ đề là khoe mọi người ạ. Nhưng mình cũng biết khoe gì, cũng không phải nam cocaine nhưng mà ta đi mua mít cho em hoa rồi mua hoa cho em lê rồi mua lê cho em mít. À, không phải đào hoa như mỗi lần nhìn thấy đào là trong lòng tôi đôn nào muốn một lần được showbiz. Thằng anh tao nói là cuộc đời này rất chua, xung quanh toàn là anh em cây khế. Nó cho mày nằm được rất ngọt, xong rồi đỡ mày nhở ngay kế thôi béo quá. Trở lại này, tao bằng rap lên sân khấu quân đội. Đối với những cảm xúc của người lính ở trước những người có thành công vàng dội. Một mixtape rồi lại một EP, có thể là album một trong một năm tới. Tao đang muốn trở thành một nghệ sĩ dù nhiều nghệ sĩ rất giỏi về khăn gói. Tao không chấp vì chính mình còn non, chuyện mày vấp với tao là còn còn. Ra biển lớn tao mong là mình còn sau những đau đớn đâu nghĩ là mình ngon. Hoặc tao beat đâu hợp thì mình fit. Tao quen toàn rapper từ solid. 10 tháng 8 tao lâu thì mixtape. Tao không có thời gian làm nhạc ít. Yeah, tao rất mừng vì YouTube xếp hạng B trừ. Tao có nhiều điều hay nhưng mà điều đó không phải để khoe. Gia đình tao ấm êm rồi, trình độ tao đã lên rồi. Đó là điều tuyệt nhất bởi vì tao luôn yêu họ nhất trên đời. Nghe này, tao đến từ môi trường không trống không bay. Nếu không chiến đấu thì cái ngày hôm qua cũng giống hôm nay. Mấy thằng chiến sĩ nó coi bài bạc là cái thú trong đây. Đêm ngồi gác không được ngủ và có một khẩu súng trong tay. À, cuộc sống tao là thế, để tâm sự không phải để khoe. À, có dịp gặp bạn bè ngồi nói chuyện có chuyện kể nghe. À, nấu cơm cùng với bố xong rồi qua chơi bên nhà mẹ. Tao đã lớn lên từ quân đội cùng lứa với cả những thằng chủ tre. Anh Win lúc lại cái mic lại. What's up, bartender? TikTok dạy tao về hip hop. Anh Phong tao bảo tao là giết. Giáo sư đồng ngành khi nhìn beat rock. Tao có kick và snare có thể lao vào miệng. Cao trào diễn. Thứ tao thích là khoe những vần điệu. Mình nghe những thần diệu được gửi trao bằng viết. Sáng như sau ngàn biết cứ để tao làm tiếp. Mấy cái thằng vác bộ láo rất oai. Đến khi bị tao cháo mất mài. Để mày ra bác sĩ tháo mất tai. Truyền bá kiến thức nào rất sai. Không tốn bóc cướp nên mày dốc sức. Dìm tao là thứ mấy thằng hão này ẳng. Và tao không có chỉ quan điểm láo này quả. Khi bộ não mày phẳng như đít pháo nó sai. Bọn tao từ vô dày. Bơi nhanh ra biển lớn rồi bắt kẹt nơi khô hay. Trước những ngã rẽ tao là vô phanh. Tăng tốc độ rip như muốn đua tranh. Với thất bại và lâu ra đó thua anh. Thảm đỏ giờ đã được mang trải. Thủ đô tao đem lên từ phân lai. Đủ thấy hết hoa sữa Hà Nội bông hoa cải. Từng xem Disneyland. Từ cơ bắt đã ghi chép. Và từ cả lúc đi nét. Thương cao kêu nhích đi em. Đổi cả xem bơ ra để bị giả tình vỡ đét. Tao vào WinFast flow ra. Chúng muốn tao chết nhưng bố mày không xịt. Hater khóc mắt sưng to. To hơn hai quả vũ của Hương Thịt. Khiến bọn rapper nghiện gạch mai. Trong tay tao có nhiều bao sắc hơn cả khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai. Tên tao vang trên ngai. Nay nên phang thêm ai. Tao suýt phá sản vì tao quà cho các mẹ đối thủ vào ngày Valentine. Lũ chó tụi tao sửa ngốc vết nhưng mà tao lại ở trước bật cầm điếc. Online đâu sao nhiều con biết nhưng mà tao tao kết là cầm diệt. Tụi cho hùng biểu tân thiết khi mà quay lưng mày tấp vào đâm xếp. Hay mà trâu đéo hay là muốn rót xạo lồng để bố nhốt vào phòng cho pháp kiểu thông đít. Của tao lỗi thời với mấy thằng ngu tiktoker. Học tập của nhạc remix của sao không mỗi lời. Nhạc như dung ngủ ung ung chẳng có độ phê giống ai chửi. Nhạc thế này thì làm sao để lính ca với lê bụng que bởi đủ con má mày. Mày bị cướp nạn mở não. Tao đều muốn nhìn long chun giả gái que giá trên nhạc của tao. Và nếu miền bắc lập uy thì nó chắc sông phi là thằng chiến đầu lớn trên cuối. Nhạc tao đều phải để app story của Trần Đức Bo lúc liếm chuối. Đấy những điều mà mày không thấy. Truyền thông lùa cả đám văn lông bắt hết cả dây gà vào trong đấy. Lỡ cho rap giờ còn dư mấy. Lại con ten thì nắc nghe em rất gây xem. Rap Việt mùa tới thành cuộc thi giữa trong thằng bắt tay lên. Ta sẽ vứt vá kéo thể nào đần hơn. Biết còn mà mình đeo rap thì mình lên đánh trống với nhà vân đơn. Nghĩ mình BTS hát giờ mang mắc rap ra che. Thì rap mà HIV đám ca sĩ đổi tên thành ca ve. Wow còn điều vô quê mặt đào. Bộ huấn luyện viên phát biểu nghe xong ta thốt lên là wow. Bây giờ cái bảng yêu quất không có chỗ cho lyrical. Gavric dây vô nghe mà quạo. Rick học tiếng Việt để chửi ít con mẹ thằng áo không anh ơi. Đấy là giả dụ. Em vẫn nghe kiểu cứt tình yêu khi cùng mấy ả đu. Nhưng mà anh nói thế em không kế anh đâu. Nhạc anh như cứt nên rồi nhạc mới thay thế anh bâu. Âm nhạc con can giờ hong hen. Con biết sẽ chết bất vật kỹ thuật là muốn bon chan rồi ngon men. 4.0 não bộ họ nhận đốc ba
mami nhạc phải lên được trên TikTok. Gái xinh trông hay mắt cho dân bay lắc cái cục cocaine. Tôn trọng điều đó, tao luôn quy hàng chiều gió. Đéo cản các em tao, tao chỉ không đi làm điều đó. Và nếu một ngày tao được thăng hạng sao, đi chạy nâng tầm cao, về đây vẫn xuất sắc vì trở thành đất Bắc mà không có underground time. Cho anh xin hãy biết không? Cái này đắt đấy. Đây là thời đại một năm là 24/7. Có những con người mặc đồ hiệu, dấu buồn đằng sau sự bóng bẩy. Mệt mỏi từ sếp ngày hôm nay, phải giữ cho mình không nóng nảy. Những vết thương lòng thì vẫn chảy, không có thời gian để đóng vẩy. Mà có thằng bạn luôn sống như sợ lòng tôi bị phát hiện. Một ngày tao nói với nó, ai ai cũng về với cát biệt. Cuộc đời là một mê cung mà, và ai cũng tìm lối thoát hiểm. Cho nên tao kệ mẹ chúng mày, tao cứ tìm cách mà phát triển. Đâu phải phật người anh em, mặc dù lòng tốt tao tin vào, đâu thể giúp mày tốt hơn mày. Nếu có duyên gặp thì xin chào. Đi vào thang máy xong rồi đi lên một tầng cao cao ốc. Tao nhìn thế giới thấy mình bé, nó làm cho tao sốc. Đây là thời đại mà con người ai cũng 4.0. Nếu không có nó thì liệu mày có chạy trốn đám đông? Nhưng tại sao ạ? Nhưng tại sao ạ? Nhưng tại sao ạ? Nhưng tại sao ạ? Nhưng tại sao tao luôn sống trong cái vòng luẩn quẩn? Giữ tỉnh táo trên gương mặt nhưng trong lòng lẩn thẩn. Mấy đứa trẻ thích iPad hơn môi trường lân cận. Anh ta khuyên ở trên mạng mày luôn phải cẩn thận. Có người sống không bằng chết nhưng lên mạng tự hào. Có người sống rất vô lo chẳng chia sẻ lời nào. Có người tình rồi lên mạng kêu gào. Có người chạy theo xu hướng chẳng biết mình phe nào. Nhưng tại sao? Nhưng tại sao? Nhưng tại sao? Nhưng tại sao? Tham. Vâng, một lần nữa, một tràng pháo tay dành cho The Win và Gothic ạ. Nếu sau đây kết thúc chương trình video lên YouTube và có sự report thì có thể report Facebook lần này nhá. Report Facebook mình. Vâng, xin cảm ơn cả hai. Một màn showmatch vô cùng tuyệt vời.